Hello, chúng mình trở lại với Văn Tục Sư Cấp Trung và đến với một dự án của Hachelo với tướng thủ Eryu Rất lâu rồi mới có một dự án Eryu của Hachelo trên kênh và cùng xem ngày hôm nay thì Hachelo sẽ có một cái Eryu cháy như thế nào nào Let's go Ok, Eri Nhạc nào cũng nhảy của Hancelo, kẻ đó gặp một comic fortune anh em nhé, mức rank cao thủ. Ngọc tái thu hợp chi tiết thì nó sẽ là sẵn sàng tấn công, hiện diện trí tuệ, huyền thoại gia tốc cùng với nhà trái mân huệ. Như vậy, quyết định ván này của Hancelo là lấy thêm hồi chiêu từ huyền thoại gia tốc chứ không phải là huyền thoại hút máu. Rất có thể cho kho đồ của Hancelo sẽ có một cái huyết kiếm, nên là không cần phải lấy cái huyền thoại hút máu này nữa. Bằng phụ lấy nhạc nào cũng nhảy vào bánh bích ha. Chỉ số Ngọc sẽ đa tốc đánh sát thương thêm cùng với máu trực tiếp. Phép hỗ trợ sẽ là tốc biến của Vela chắn anh em nhé Hỗ trợ của Hachalo này sẽ là một hỗ trợ búp Đó là Jana Con tướng này là con tướng mà đi chung với hỗ trợ mở Như là Leona cũng được Leona Nautilus cũng được Đánh chung với hỗ trợ búp như là Kama Jana cũng rất là ok Phía bên kia thì là Mid cùng với Seraphine Một bộ đôi đường dưới đánh theo hệ cấu rỉa Và có xu hướng đánh ra tranh tổng nhiều hơn là đi đường Mức rank cao thủ và đại cao thủ ha Kèo đường trên là một kèo rất là kỹ năng, Fiora đánh cùng với Riven, rừng thì là Pantheon cùng với Kha'Zix. Đường giữa thì là kèo hơi thua một chút, đó là kèo Ari đối đầu cùng với LeBlanc. Khởi đầu uh, kiếm Doran uh, thông thường mà thôi. Đây là một con tướng nó rất là hot anh em nhé. Hiện tại nó xuất hiện rất là nhiều trong các giải đấu chuyên nghiệp và mình cảm nhận là con FD đi đường đang rất mạnh. Nó đi đường chắc là chỉ thua những con như là Kalista thôi anh. Em. Cũng không hẳn là thua nhiều lắm. Nó vừa đẩy đường mạnh, vừa PK mạnh với sẵn sàng tấn công hoặc là chinh phục cũng được. Nhưng ván này với việc xạ thủ đối phương đang là một con tướng tay không dài lắm, tay ngắn. Như là Mid Fortune Thì mang theo sẵn sàng tấn công để đánh Oni luôn cũng được anh em ơi. Nhưng mà cánh trên có vẻ sẽ là một ván đấu khó khăn đấy anh em nhé. Rừng thì Kha'Zix ở vòng rừng đầu nó rất là yếu. Vòng rừng đầu của Pantheon thì lại là vòng rừng nó ganh rất là khỏe với cái W. Mid thì là kèo thua rồi. Nhưng mà cùng xem xem là sức ép đi đường đến từ Ezreal cùng với Chana so với Mifotun và Seraphine nó sẽ chênh lệch như thế nào. Chana cấp 1 chủ động nâng vào kỹ năng quy rồi. Uhm, quy trúng ai đó với cái thiên thạch rồi này. <laughs> khá thích vòng rừng đầu gần như là nó sẽ full clear anh em nhé. Cái này cho anh em xem những giao án của Châu Di sẽ biết. Nó sẽ có xu hướng full clear vì vòng rừng đầu nó khá là yếu. Nhưng mà nếu bot đi đường tốt tạo được tiền đề cho Khazik ganh ở vòng rừng đầu thì ok thôi không biết là rừng đối phương thì Pantheon sẽ ăn rừng như thế nào đã có một con mắt cắm tại khu vực bãi chim của đối phương ở cấp độ 1 thêm một con mắt cắm ở tại khu vực bờ sông dưới để tránh một tình huống ganh sớm đến từ Pantheon và rừng đối phương đã quyết định ăn ở khu vực bãi chim rồi bot đối phương cũng lộ sớm luôn rồi không có bot nào cần phải giúp rừng cả Nên lộ diện đẩy đường luôn đứng xa bụi cỏ và đánh tay quy liên tục để tích số nội tại cũng như đẩy đường nhằm hướng tới cấp độ 2 đây đánh tay vào lính sau đó thì quy liên tục vào lính thôi lấy nội tại cũng được anh em nhé sau đó thì đánh tay, Janna bước lên và sau đó thì đánh tay liên tục với lượng sát thương cùng với tốc đánh là cực kỳ cao đối phương tốc biến đi, tiếp tục đánh tay, tốc biến lên quy thẳng vào người của Seraphine đánh tay nhầm vào lính ạ. À. vẫn còn chiến công đầu dành cho Harry của Hachelo kích sẵn sát sát tấn công đến từ cả hai xạ thủ và sau đó thì bật cho mình lá chắn đến từ cả hai bên luôn. vẫn còn một chấm máu và đó là sát thương đủ đắp một dành cho Harry của Hachelo. mười máu còn lại cứu 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 Janna cứu Janna. OK 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 <laughs> Một pha đánh nhầm vào lính nhưng mà may mắn là Hanzoro không chết ngược trong pha này Vẫn có khởi đầu đó là hai mạng hạ gục Ê Xiaoping Đánh tay nhầm vào lính anh em ạ à. Tiền có được với 900 thì quyết định là mua sớm một cái thủy kiếm chứ không phải là nước mắt Ồ. Đầu tư thủy kiếm để đi đường luôn đấy, anh em ơi Đó các bạn thấy sức all in đến từ Eri với sản tấn công nó vẫn rất là mạnh Thực ra là pha vừa rồi chinh phục cũng ok đó Bởi vì nó tích chinh phục cũng rất là dễ với đánh tay quy liên tục và cái điểm mạnh của Eri ở đầu trận đó chính là cái nội tại của nó tích tốc đánh quá nhanh đi Đây là một tân lính nó đẩy ngược trở lại đến từ đối phương với đợt lính có xe to anh em nhé Lúc này thì Kha'Zix đã khép vòng rừng xuống cánh dưới ở thời điểm chưa có cua Cấp độ 4 đã có dành cho Kha'Zix với bãi người đá rồi Và với tân lính này thì liệu rằng Kha'Zix có ganh được hay không đây Kha'Zix ping là tôi sẽ ganh Xử lý xe to chưa anh em ơi Ui hỗ trợ ăn mất xe to rồi đánh tay quy và lính tiếp tục đánh tay tiếp tục đánh tay với sẵn sàng tấn công kha nhảy lên mít mất tốc biến và sau đó thì mạng dành cho kha ok anh em ơi vòng rừng đầu full clear đến từ kha lại còn có mạng và đây sẽ có thể là tình huống có cua dưới dành cho kha luôn ồ oh, ngon anh em ơi Rừng khỏe nhá top thì vừa bị bóng trụ hơi thọt một tí nhưng mà không sao Bot khỏe rừng cũng ok vòng rừng đầu kha vừa có được cua vừa có được mạng ạ <laughs> ngon rồi mít thì kéo hơi khó một tí nhưng mà không sao chưa phải thời điểm áp lực quá nhiều đến từ Lê Plang sang hai đường cánh và quyết định mua một con mắt kiểm soát cùng với nước mắt với 500 tiền à, bắt đầu mua nước mắt tích số ở đây được rồi anh em nhé và với thủy kiếm thì các bạn thấy là sức đi đường của Eri nó sẽ rất là mạnh đánh ôn in cũng mạnh mà đánh cấu gì cũng mạnh đánh hỗ trợ mở cũng được đánh hỗ trợ bút cũng được là <laughs> <laughs> một con tướng hiện tại đang cực kỳ meta luôn anh em và với cái ngọc nhạc nào cũng nhảy thì các bạn thấy hiện tại đang là 15 điểm hồi chiêu dành cho Eri dừng lên cua trên và cạnh tranh cua với Pantheon solo thì có vẻ là thắng nhưng mid đối phương bắt đầu di chuyển ra RTP ra không kịp rồi Kha'Zix lên bảng đếm số với tình huống tham cua trên ạ nếu như vòng rừng hai farm chiêu chiêu từ trên xuống là có thể có cả rồng dành cho Kha'Zix nhưng mà tham cua trên và thấy là vòng rừng hai chưa farm được cái gì đã chết rồi không ăn được cua trên luôn ạ Fira đang là người di chuyển ra để kiểm soát cua trên còn Waybot thì nó tiếp tục là quê lính đẩy cao đến từ bộ đôi đường dưới đối phương Quyết định đóng băng bốn con lính lại đến từ area của Hatchalo để đi đọt vào bộ đôi Seraphine cùng với Midsplotin Nhưng mà ở thời điểm này thì Kha'Zix vẫn đang ở khu cánh trên Và cua trên hình như vẫn còn anh em Cua trên vẫn còn luôn Như vậy thì Kha'Zix sẽ mất rất là nhiều thời gian để có thể di chuyển xuống hỗ trợ cho area của Hatchalo Đối phương tiếp tục có một đợt reset ở đây Kha'Zix xong cua trên thì đang có ý định ganh vào vị trí của Revenge Fiora level 5 chưa level 6 Fiora đã solo kill được Revenge mà không cần sự hỗ trợ đến từ Kha'Zix Kha'Zix chắc là chỉ reset wave thôi Hả? Nhưng <laughs> <laughs> thách đó với chủ siêu cấp gì cắm mắt gì kỳ không? Một con mắt cắm không vào bị cỏ đến thế của Hachero Một cú quy với thủy kiếm được khoảng 170 mấy sát thương Đau anh em ạ Bot đối phương là hai con tướng rất là mỏng ấy Seraphine thì vừa dính một cú lốc đến từ Chana Khazik cứ full clear vòng rừng từ trên xuống là có cái để chơi anh em nhé Dòng nguyên tố đầu tiên đã xuất hiện rồi Với cái bot đang đi đường mạnh như thế này thì việc kiểm soát dòng đầu là tương đối đơn giản Cứ đánh tay quy đẩy đường liên tục thôi anh em Mà đẩy được đường là Eri sẽ có góc để cấu gì với những cú quy anh em nhá. Pha này thì e lên nhưng mà đánh tay được một đòn và quy vào lính rồi pha quy này thì lại trúng tướng ạ w đánh tay liên tục với sẵn sàng tấn công đối phương bị lốc đối phương bị thiêu đốt đối phương kích hoạt lá chắn và sau đó thì rút lui seraphin đang là người che chắn nhưng cũng mất máu lọc quá nhiều Dừng đối phương lại đang ở khu vực sứ giả để ăn sâu lượt một anh em ạ ồ oh, thế này thì ai cứ cặp bot của đối phương đây lê plăng cũng đang lên khu vực cánh trên để kiểm soát sâu ạ Bot đối phương ngợp rồi anh em ơi Way này là way mà ari có thể di chuyển xuống với cấp độ 6 chung với Kha'Zix này nhưng mà ari quyết định là bấm b về à Quay này mà Ari xuống là ngon luôn đấy WQE lên và có mạng dành cho Ari của Channa có một cú lốc góc nghiêng cực kỳ khó chịu Tiếp tục quy chúng rồi Một stack sẵn sàng tấn công Đánh tay quy với sẵn sàng tấn công là đủ sát thương nhưng mà lá chắn Lá chắn Hả? À? Họ xác định là chết luôn ha Lá chắn sợ là cũng Không sống nổi anh em ạ Thôi thì tiết kiệm phép bổ trợ lại để pha sau Vì lúc đó thì trụ đã stack lại được rất là nhiều hit rồi anh em ơi Chấp nhận câu chuyện là bị Shutdown bởi xạ thủ đối phương nhưng mà cho con Mid Fountain một mạng nó reset tiền còn đường trên cái way này ôi ông Phil ra chết cái way này là nặng lắm luôn anh em cái way mà nhìn nó như kiểu là chụp con lính ra trong trụ ấy không có tp luôn ạ à. hai lớp khiên trụ dành cho reven luôn rồi <laughs> top hơi lủng anh em ơi à, top thua cs rất là nặng và đúng. chắc chắn là một đường thọt ở ván này rồi Mid thì cũng chưa có nhiều khoảng trống di chuyển dành cho Ari. Hai hỗ trợ cùng ra khu đường giữa và Jana vừa giúp cho Ari có một tên đẩy trước so với Leblanc. Lăng. này đủ băng trụ không nhờ? Quay hai con này chắc là bị giết nhanh thôi bởi một cú quy đấy từ Mid Fountain. Quay sáu con phía sau thì đối phương cũng đã áp cho mình đó là level 6 rồi. Cảm giác là sẽ không có quay băng trụ anh em ạ. Miss Fulton biết là mình chuẩn bị bị băng trụ và đối phương rót chiêu cuối để giải quyết lính rất nhanh Phía bên kia thì Seraphine đang bị tấn công bởi vị trí của Janna cùng ánh sáng không trúng Miss Fulton Nhưng nó có vẻ là đi ngang qua vị trí của Seraphine rồi Seraphine mất máu rất là nhiều và Ari quyết định là bỏ qua một tân sáu con khu vực đường giữa để xuống băng trụ Nhưng mà xuống băng trụ thì lại không có way à Có một tình huống băng vào đến từ Ari và sát thương đến từ Hachalo hỗ trợ thêm để Ari có mạng Còn trước đó thì Janna đã có mạng của Seraphine anh em nhé Bọn đối phương vẫn chết và đây sẽ là đợt lính có xe to để xử lý thêm những lớp khiên trụ Lếp lăng đã có một đợt đẩy trước khu đường giữa sau đó về nhà xuống lại khu đường dưới Nhưng mà xuống đến nơi thì tiệc đã tàn và Ari bỏ một quay 6 con thì có được một mạng Quyết định đến từ Han Solo là tiếp tục ở lại thêm một quay nữa Con Pantheon đang 3-0 anh em nhá, dừng đối phương đang khỏe đó Bọn đối phương hơi ngợp rồi Dừng đối phương đánh cánh trên ván này và thấy là Seraphine cùng với Mifoton đang thực sự là không được chơi game Mặc dù đã có một pha chiêu cuối giải quyết lính rất là tốt đến từ Mid Fortune rồi nhưng mà vẫn bị băng trụ và vẫn phải lên bả. Đó cái cái bot mà win xong rồi mid dừng cứ kéo xuống liên tục đấy các bạn. Là vừa ăn được rồng mà vừa băng trụ rất là dễ luôn. Lợi thế ván này về mạng dành cho Solo là rất nhiều và có được cho mình tam hợp kiếm sau 9 phút rưỡi. Cùng với cái nước mắt đã tích được 126 số rồi. Nhưng mà ván này thì chưa ăn được nhiều khiên trụ anh em nhé. Không sao đâu tầm 9 phút đầu mà không ăn được khiên trụ không sao anh em ạ. Nhưng mà cái tầm tam hợp kiếm này bắt đầu báo khiên trụ là nhanh này Nó sẽ còn khoảng chừng 4 phút để ăn lớp khiên trụ khu đường dưới Thì nhiệm vụ của mình là tầm tam hợp đẩy đường liên tục và khai thác khiên trụ Sau đó thì swap ra khu đường giữa Càng sớm càng tốt Cánh trên khó rồi đó Đường giữa lên plăng solo kill được Ari anh em ơi Jana thì vừa có một pha giữ lính rất là tốt Để Hachelo về nhà mà không bị mất đi bất kỳ một tân lính nào cả Mất có một con anh em ạ đó, đẩy đường thôi, đánh tay quy liên tục đẩy đường và hướng tới những lớp khiên trụ. Ván này xác định là phải gánh cánh trên đấy anh em nhé. Đây sẽ là lớp khiên trụ đầu tiên dành cho Eru của Hachero. Mắt mà Jana cắm ra cũng rất là tốt anh em nhé. Những con mắt mà Jana cắm toàn là những con mắt để triệt tiêu đường ganh của mid rừng đối phương thôi. Tất nhiên là mid đối phương có thể TP xuống hoặc là rừng đối phương có thể chiêu cuối xuống. Nhưng mà quan trọng là Seraphine không đẩy được đường để mà cắm mắt phía sau của Eru anh em. Đối phương chỉ có thể di chuyển vào trụ còn Janna liên tục có những cú lốc góc nghiêng rất là khó chịu Đánh tay Q đánh tay và sau đó thì dịch chuyển của học WQ Triển wow. ừ. khai sát thương Every hợp cực kỳ ngập dành cho Mid rồi các phó bạn Đổi góc ừ. rất là nhanh để lựa góc W luôn Nếu như W trước trụ đối phương sẽ bị chặn anh em nhé đây là một pha kích sát sàn tấn công và băng trụ với một con Eriu đã có tam hợp đánh tay Q đánh tay tiếp tục đánh tay dịch chuyển của học đổi góc để có thể W vào tướng đối phương có lá chắn dịch chuyển của học W wow. không trượt kỹ năng nào luôn anh em không bị trụ che cái W luôn Họ à, vừa ló đầu ra một cái là bị băng trụ chết Seraphin thì bỏ xạ thủ lên cánh trên rồi Và từ đầu trận đến giờ thì mới ăn được cho mình đó là Từ đầu trận đến khoảng chừng phút thứ 10 là không ăn được khiên trụ nào anh em nhé Chỉ ăn được khoảng chừng 8 900 máu gì đó của trụ thôi Nhưng mà thời điểm có tam hợp đi ra một cái là bú lúc 3 chủ, một lúc ba khiên trụ một mạ hạ gục Về nhà với một k 3 rất giàu Nhưng mà cánh trên trụ của Fira thực ra là cũng không còn bao nhiêu máu cả Giày khai sáng Eonia cùng với kiếm giải Đồ hai thì nó vẫn sẽ là một cái thần kiếm Muramana mà thôi Hướng lên trang bị Eri hiện tại nó bị cố định gần như là như vậy mình rất là ít khi thấy những ván đấu mà sẽ có những hướng điêu khác dành cho Eri anh em nhé Tam hợp kiếm bây giờ nó tối ưu nhất rồi Trước đây thì sẽ có cái lễ há linh hồn nhưng mà sau khi nó bị chỉnh sửa là không còn thủy kiếm nữa thì cũng chẳng có ai lên cái trang bị đấy dành cho Ariel đồ 1 cả. Mình thấy có những người lên đồ 2. Chứ đồ 1 thì nó luôn luôn là một cái tam hợp kiếm. Lúc này thì rồng sắp ra rồi, Khazik đang ở cánh trên, dọn rừng cánh trên xong thì có thể xuống cánh dưới trở lại. Có Pantheon té thôi anh em ơi, dịch chuyển cổ học té thôi, Pantheon level 7 cố gắng tiếp cận. Nhưng mà càng dí theo Eri thì lại càng bị nó trả sát thương và sự cơ động đến từ Eri giúp cho Hanchelo rút lui rất là nhanh mà không gặp bất kỳ một nguy hiểm nào cả. Với cú chiêu cuối đến từ rừng đối phương. Và thậm chí là còn không mất bất kỳ một phép bổ trợ nào luôn anh em. Một pha chui lén vào bụi cỏ đến từ Eri của Hanchelo và Mid Fortune có vẻ là không biết anh em mà hỗ trợ đi lang thang ở đâu không cắm mắt. Và thế là Mid Fortune bị đánh bất ngờ ở đây W trượt nhưng không sao. Dịch chuyển của học lên đối phương flash né quy flash đánh tay đánh tay. Và đó là mạng dành cho Ery của Hachalo với tình huống đầu tư tốc biến Đứt truyền một cái nhưng không sao Flat lên đứt đánh tay hai cái là có mạng Và vẫn còn khoảng chừng một phút nữa để báo khiên trụ Trụ một tà bản đồ thì đã mất vào tay của đối phương ở khu vực đường trên rồi anh em nhé Nhưng mà sẽ stack được cho mình đó là hai con rồng nguyên tố đầu trận Cùng với đó là bốn lớp khiên trụ khu đường dưới dành cho một Eri 613 KDA chỉ số farm cũng đang rất tốt, có rồng và Kha'Zix nhảy lên tấn công thêm và đó là một con Seraphine bị cô lập Kha đã có cho mình một cái mãng xà kích và sát thương là quá nhiều Đội hình đối phương ván này cũng mỏng anh em nhé Kịp lớp khiêm trụ cuối cùng không nhở Trụ này vẫn còn khoảng chừng gần 900 máu Quy trượt mất một cú nhưng vẫn kích được sẵn sàng tấn công Và đó là một cú lốc tốt đến từ Janna Chưa đủ sát thương để lấy mạng của Fortune cùng ánh sáng thì sao Cung ánh sáng có vẻ là cũng không trúng rồi, Lep Lăng có mặt với cú dịch chuyển, đối phương tốc biến xích trúng và sau đó thì lá chắn không cứu nổi Hancelo pha này. Ay. Thiếu mất một đam để giết Mid Fortune anh em mà, cũng chưa ăn được trụ một khu vực đứng dưới với năm lớp khiên trụ. Còn cánh trên thì mạng Rampage dành cho Pantheon với tình huống solo kill được vị trí của Ari. À, khó khó rồi đấy nha, đừng trên lệch hai level W, quy đánh tay các kiểu đến từ reven, Fiora thì vẫn còn đó là cái đại thử thách nhưng mà kèo tốt nó bắt đầu là một kèo lệch. Lep lăng thì vừa TP xuống lấy cái mạng shutdown của Hanzo mất rồi Phát đấy nếu mà chui bụi cỏ cung ánh sáng ra thì mình nghĩ là tỷ lệ chúng nó có thể cao hơn một chút Còn cung ánh sáng ngoài bụi cỏ đối phương có tầm nhìn đối phương sẽ chủ động né được anh em ơi Chưa ăn được trụ nào của đối phương cả Trụ top thì mất tiêu rồi, trụ mid cũng thực ra là không còn bao nhiêu máu Một ván đấu có vẻ là cánh trên hơi toa anh em ạ Kha dịch thì cũng không đến mức yếu đâu nhưng mà rõ ràng là cũng không khỏe hơn so với rừng đối phương Pantheon đang siêu xanh luôn May mắn là trụ đường giữa vẫn còn anh em nhé Đối với Ahri thì cái trụ này nó là cái trụ cực kỳ quan trọng Thực ra là đối với xạ thủ nào thì cái trụ mid nó cũng là cái trụ rất là quan trọng Ở thời điểm tầm 14-15 phút như thế này thôi anh em Có trụ giữa lưng để mà farm quay mid Trước sau đó thì di chuyển sang các mục tiêu thì nó sẽ Là một thế trận dễ dàng hơn Mid và Seraphine cũng bắt đầu có được khả năng đầy đường tốt Pha di chuyển ra khu đường giữa với trang bị cũng là rất nhiều đến từ Ariel của Hanchelo nhưng đang không có phép bổ trợ anh em nhá. Nhờ vì có trụ dựa lưng nên có thể tiếp tục spam quy đẩy đường và farm tốt. Đường cánh lúc này thì Leblanc Lê đã lên khu vực cánh trên, Riven xuống khu vực cánh dưới. Trụ đường dưới của Hanchelo chắc là còn khoảng chừng nửa cây máu nữa. Lúc này thì sẽ có mục tiêu lớn đó là sứ giả cánh trên, còn dòng cánh dưới thì nó còn 2 phút rưỡi nữa mới hồi. Mifalton cũng đã có huyết kiếm rồi Cảm giác là cấu gì Mifalton lúc này nó cũng sẽ là hơi khó khăn Mifalton cũng đang là một con xạ thủ mình cảm nhận là nó cũng khá là mạnh Nó rất là dễ dùng Và hiện tại bên LPL mình thấy là cũng có rất là nhiều xạ thủ dùng Bên LCK thì không dùng mấy Nhưng bên LPL thì dùng nhiều Do là cái thể thức ban pick bên LPL thì nó yêu cầu một bể tướng rộng hơn Về lấy kiếm mana nhưng mà cái tân về này thì liệu rằng có để mất trụ hay không Mất cái trụ mít này là hơi toang đấy anh em nhá Khá dích không biết là có đép nổi một tơn hay không đây Về nhà lấy thần kiếm và sau đó thì Ủa cái trụ này nhiều đầy máu, chắc là một tên để vào là đi rồi Mất thêm cái trụ top nữa là cánh trên Nhìn không có lấy một tí tầm nhìn được luôn anh em nhá Đối phương ra khu đường giữa rất là đông người Không có cùng ánh sáng, chắc là mất trụ rồi anh em ơi Sau đó thì có revenge Q3W ạ Dịch chuyển có học những dính khúc ca lan tỏa Ủa wow, còn revenge đâu ra đây nó flash Q3 hất tung sau đó W choáng tại chỗ dính thêm khúc ca lan tỏa và mất luôn hai trụ mít đấy ạ. Không có tầm nhìn ở khu vực cánh trên thì đã đành lại còn không có tầm nhìn ở khu vực bãi chim nữa anh em. Một con Reven tốc biến Q3 cùng với tốc biến EQ3 gì đó cùng với một cái W thôi. Thì dịch chuyển của học dính thêm khúc ca lan tỏa dọc đội hình cũng đã là một tình huống khiến cho Hunter phải lên bảng mất một lúc hai trụ đường giữa. Mất rất là nhiều mạng vào tay đối phương. Ôi, một ván đấu khó anh em ạ Top gác cũng phải đến tầm 40 CS rồi Mid 30 CS Dừng thì farm được thôi Nhưng mà Pantheon cũng có được tới 4 mạng Mất sứ giả vào tay đối phương Một loạt những cái mục tiêu quan trọng Đã mất vào tay của bên phía team 2 Đường trên thì Janna hỗ trợ cho Fiora Cố gắng lấy cái mạng của Leblanc Và có mạng nhưng mà mạng lại rơi vào tay của Janna Chứ không phải là Leblanc Đường dưới thì Ari đã không thể đép nổi cái cánh để lẻ với một con Riven quá xanh ở đây. Và trên đường ra thì các bạn để ý là Hachiro có mua một con mắt kiểm soát. Cắm luôn ở tại xác trụ anh em nhé. Cắm luôn tại xác trụ 2. Vì đó là những con mắt mà nó sẽ triệt tiêu được tầm nhìn của đối phương. Phá mắt để tranh những cú TP bọc sau. Vì đứng ở trụ một như thế này không có trụ giữa lưng thì đối phương dịch chuyển bọc sau cũng rất là nguy hiểm thời điểm này mà chết thì chắc chắn là sẽ mất đi tất cả những mục tiêu như là rồng hay là tầm phút 20 sẽ là baron nữa vì có Ariel này nó đang gánh tim mà nó mà chết một cái là rất phiền luôn đối phương có một con lệp lăng tp khu đường dưới để có thể kiểm soát rồng không thể ra khu đường giữa đấy anh em ạ không đi được từng giữa thì phải đổi góc xuống khu đường dưới thôi cùng ánh sáng tốt quy tốt W lưu trượt rồi quy tiếp tục trúng mỹ fortune cú lốc đến từ jana cũng tốt nữa Phi ra phản đòn không có choáng ngược rồi đang cố gắng bắn vào người của Riven, Lệp Lang cũng đang có một tình huống tiếp cận và Riven đã có được double kill trước khi nằm xuống. Rồi sát thương Lệp Lang dịch chuyển học sang, Lệp Lang biến này không qua tường và mạng có dành cho Eri của Hachalo Khazik cũng có được cho mình cú double kill. Đối phương chết tổng cộng đó là bốn người còn gọi sứ giả lốc tốt đến từ Janna. Quy đập e lên và có mạng dành cho Eri của Hachalo có rồng dành cho bên phía của team 1 luôn. Tình huống giao tranh rất loạn và Hachalo có được cho mình hai mạng cùng với một con rồng lửa. Ba rồng rồi anh em ơi. Chiến tiêu luôn cả con sứ giả của Pantheon, Pantheon tính gọi sứ giả để cưỡi và bỏ chạy đó, nhưng mà không thành công. Rồi ngon nha, ngon nha, một con rồng lửa với rồng nguyên tố thứ ba cho bên phía của team 1. Có được cú quét sạch và có thêm cả trụ đường giữa cùng ánh sáng tốt và đó là mạng dành cho Eru của Hachelo. Mặc dù hai đường đơn ván này thì hơi lùng một tí nhưng mà không sao. Ít nhất là Khazik có đam phụ và có một cái Eri sau có sát thương Mặc dù pha vừa rồi triển khai những tình huống quy ở giai đoạn team fight on in thì nó chưa thực sự quá chuẩn chỉ Nhưng mà khởi đầu lại là những cú quy cùng với cung ánh sáng rất là tốt để lấy máu của những con như là Seraphine cùng với Mid Fortune nữa Và đội hình đối phương là một đội hình mà chỉ có hai cái chú cuối mạnh đó là chú cuối của Mid Fortune cùng với Seraphine để đánh bộ combo, combo Chứ nó không có những con như là rừng Maokai hay là top man gì cả mà chưa kể là ván này thì áp lực dành cho Mid Fortune cũng sẽ là rất lớn trong team fight khi mà có thêm những con như Kha'Zix Ari nó tiếp cận. Tức là để Mid Fortune có thể gồng những cú chiêu cuối mắc sát thương nó không phải là dễ. Một nhịp trở lại dành cho bên phía của team Haelo. và lần đầu tiên có trụ với trụ một khu vực giữa. Gian trụ ngoài thì mất tổng cộng 4 cái bây giờ mới gỡ được một cái anh em ạ. Mặc dù đối phương đang thua mạng, thua rồng nhưng mà đối phương lại có được rất là nhiều tiền từ trụ anh em. Dáng dáng cây Sojin ha Thời điểm này với 96 điểm hồi chiêu Thực sự là một cái lượng điểm hồi chiêu rất là sớm Dành cho Eru của Hachelo Nếu mà có thêm cây Sojin nữa thì đẹp Sojin sẽ giúp cho EWQ hồi rất là nhanh anh em nhé Đến thời điểm có được Sojin chắc là cũng sẽ bị mất đi cái bùa xanh Nhưng mà không sao Cứ tầm 8 mấy cho đến 90 điểm hồi chiêu là Quy liên tục rồi Tầm đó sẽ quy theo kiểu là quy đánh tay quy liên tục nếu mà quy trúng thì nó sẽ gần như hồi chiêu ngay lập tức Cùng ánh sáng cấu diệt Seraphine nó trúng vào cả Baron nữa Bot thì đã có trụ dành cho Ari ở đường cánh Đối phương có một con Reven thiêu đốt nên là không có dịch chuyển Để để lẻ chung với Ari Hai phép bổ trợ của Hanzo vẫn còn anh em nhé Đó các bạn thấy giờ quy trúng nó cứ quy 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 quy, quy hoài à nhưng mà cần tầm nhìn đối phương ăn Baron anh em ơi, đối phương đang ăn Baron Bắt buộc phải di chuyển ra đép và Kha'Zix vừa ăn bùa đỏ thì sẽ mất hơi nhiều thời gian để lên lại cánh trên Đối phương có một pha chiêu cuối đến từ Mid nhưng nó không thực sự quá hiệu quả Đối phương vẫn đang ăn Baron nhưng mà đây là tình huống cạnh tranh trực phạt nó rất là 50-50 Quy đấp trượt đến từ Eryu của Hachalo rồi Đối phương đang cố gắng rút lui và đó là một loạt kỹ năng chung đến từ Eryu của Hachalo Cú Quy này trượt sau đó thì Reven tiếp cận nhưng mà dịch chuyển của học lên phía bên trên bùa xanh để tiếp tục triển khai sát thương bên hông reven khá là yếu rồi chưa ai phải lên bảng cả Một cú quy luật vào giữa năm thành viên đối phương đến từ Eri của Hachelor Chưa đủ đam dứt điểm đến từ cả hai bên Đối phương đang rút lui Dịch chuyển góc lên quy trúng và Pantheon có bùa đỏ Đối phương đã rút lui và tìm hơi thiếu mở Mở đến từ Ari lại hôn gió trượt Tiếp tục quy trúng của Pantheon Tiếp tục quy liên tục vào lính Và sau đó thì đối phương về được trụ Giao tranh LCK ở à? lốc tốt nha Quy đức quy thành công tiếp tục quy trúng bùa đỏ đốt Bùa đỏ đốt đủ sát thương rồi Quy trượt Pantheon cùng ánh sáng trúng Và đó là dịch chuyển góc học lên Còn phơ mạng double kill dành cho Eri của Hachelo Quy trượt lên lăng rồi Lếp lăng lao lên bị đánh tay quy và chết luôn ạ à. Triple kill dành cho Eric của Hatero. Một pha tốc biến lên trưởng chiêu hơi trượt E cũng không qua tường Còn cái lá chắn thì sao Tiếp tục quy dịch chuyển của học Quy hồi lại E và sau đó thì bật lá chắn rút lui được Tiếp tục quy trúng WQ Lại có mạng dành cho của Hatero Cú quát ra kill không chính thức cho tình huống này uh. Hai pha giao tranh thắng liên tục với một pha dùng 3 và một con Baron đối phương ăn không thành công. Giao tranh rất LCK khi mà không ai lên bảng cả Nhưng mà tình huống băng trụ sau đó đến từ team của Hachiro thì lại rất là thành công Sojin đã có với 86 điểm hồi chiêu dành cho Eru Và cộng thêm 15 điểm từ cái Sojin dành cho EWQ nữa thì nó đang là 100 điểm hồi chiêu dành cho Eru của Hachiro dành cho ba kỹ năng cơ bản đó là EWQ. Chiêu cuối thực ra là nó hồi cũng rất là nhanh để các bạn bắn quy liên tục vào lính và với một thanh BF ở món trang bị thứ tư thì khả năng cao nó sẽ là huyết kiếm để phụ lại khả năng phục hồi dành cho Ezreal do là không có cái bảng huyền thoại hút máu ấy các bạn huyết kiếm đồ bốn nó sẽ là một món trang bị hợp lý mà thôi bắn cùng ánh sáng dọc đợt lính sau đó thì spam quy liên tục để có thể đẩy đường và liệu rằng con rồng này có đi từ đường giữa ra được hay không trước đó thì đối phương còn trụ một đường giữa nên là không đi từ đường giữa ra được anh em nhé không cạnh tranh Aram được để đi từ đường giữa ra thì bắt buộc phải đi từ đường dưới nhưng pha này đối phương mất trụ một khu đường giữa rồi. Thì có thể cạnh tranh Aram để di chuyển ra chung với đồng đội từ khu vực đường giữa. Fiora đang muốn đẩy cao khu đường trên trước một nhịp. Dòng nguyên tố lửa thứ hai cũng là dòng bốn của ván này. Chưa có nhiều tầm nhìn để poke anh em à. Đường dưới thì Leblanc đang dí vào vị trí của Ari Và Leblanc tốc biến nối xích luôn. Dịch chuyển của học sang bắn quy thành công. Và đó là mạng dành cho Ari. Leblanc đã gãy. Fiora có trụ hai khu đường trên. Dòng thì sao đây? cung ánh sáng đẩy xuống quy xuống w nhưng không có rồng dịch chuyển khoa học xuống bắn quy kha dịch là người có rồng có linh hồn rồng né nhẹ chiêu cuối đến từ đối phương và sau đó thì dịch chuyển khoa học sang phía bên kia fiora bọc sau với tình huống quy w bắn quy tốt đến từ Ery của hachero tiếp tục quy tốt dịch chuyển học lên quy liên tục triple kill dành cho Ery của hachero và sau đó thì sẽ là quạt kill dành cho Ery của hachero với hàng loạt kỹ năng định hướng đối phương đầu hàng luôn rồi ba uh. pha team pha thắng liên tục với hai pha rồng một pha baron và mặc dù là một game khởi đầu cũng không phải là dễ dàng khi mà cánh trên để mất rất là nhiều trụ Nhưng mà cuối cùng lại là một game đấu xong rất sớm với một cú qua ra kill dành cho Eru của Hachiro Nếu ăn được mạng của Leblanc thì không biết là có tính Penta không nhở Đây là một tình huống Leblanc cố gắng solo kill được Ari nhưng mà không không thành Bị có Eru này nó bớt đam và thế là đi luôn, đi sớm luôn anh em Và Kha'Zix lại là người có linh hồn rồng anh em à Phụ đam rất là tốt Kha'Zix vào trừng phạt cái nhẹ Pantheon bị ao trừng phạt và sau đó thì dịch chuyển vào học xuống bắn quy này quy quy hai cái quy trúng cái quy thứ ba thì trượt nhưng mà dịch chuyển của học đã hồi thì dịch chuyển sang rất là nhanh mà thôi đổi góc giao tranh và Fiora là người vào trước với quy w một cú quy trúng với 800 sát thương và seraphine ngay lập tức bay bảo tiếp tục quy trúng Pantheon Pantheon dính hôn gió bị đẩy ra và dịch chuyển của học lên còn phơ mạng của Pantheon tiếp tục quy gần như là mắc tầm và chúng mít luôn triple kill luôn mà sau đó thì đứt đánh tay liên tục và tiếp tục W với đòn đánh tay cùng với Quy Nhưng mà chưa cần đến Quy thì reven đã lăn ra chết rồi Cùng xem sát thương cuối game một tí anh em nhé Ác <laughs> quỷ thật đấy ba pha giao tranh thắng liên tục thôi là game nó xong luôn anh em Bởi vì sau pha này sẽ là một con Baron dành cho bên phía con team 1 Cùng với một con Eri tới 17 sát Thì đối phương quyết định đầu hàng luôn 28.900 sát thương à, uh, với van đấu kéo dài tầm 25 phút thôi. Khá dịch ván này thì được có 8.000 sát thương. Còn thua sát thương so với cả Jana nữa. À, uh, Ari cùng với Fiora các bạn nhìn này toàn là 11.6.000 sát thương hay là 8.000 sát thương đến từ Fiora. Phía bên kia thì người cao nhất đó là Leblanc với 16.000 sát thương. Còn có Erin là 28.000, 29.000. Hơn 1.000 damper min dành cho giáo án Erin này. À, uh, bữa giờ thì mình cũng không làm giáo án của Hancholo nhiều. Uh, và cũng không có nhiều trận farm mạng nhiều nên là mình lấy một cái giáo án nó cũng hơi ngắn một tí 25 phút, à, anh em thông cảm nhá. Nhưng mà đây là một trận mà Han Solo cũng thể hiện được cái khả năng đánh early từ khâu đi đường cho tới xử lý team fight cũng rất là tốt và có được ba tình huống giao tranh thắng liên tục thì đã là một ván đấu lật kèo luôn dành cho bên phía của team Han Solo. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều và hẹn gặp lại anh em ở những gián khác trên kênh và từ cấp trung nhá. Bye bye.